Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn, nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 USDT để mua IDO còn token OSC nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản nè. Dòng đầu tiên phút anh em thì các bạn ghi họ và tên của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi dòng thứ hai các bạn đi địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Dòng thứ ba các bạn xác nhận kết quả các bạn, các bạn nhận ra chấp nhận điều khoản này, bấm vào register nè. You have. Sau khi bạn bấm vào register xong thì bạn vào mail vào thư hợp thư spam các bạn cấp ghi nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ email của tụi mình ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cánh cụm nè. Rồi nó gửi về cho bạn hợp thư chính luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify mail các bạn. Email này có hiệu lực trong 30 phút. Rồi các bạn bấm login nha các bạn. Rồi các bạn đánh email và mật khẩu mình vào nè. Các bạn bấm login nè. Username. Rồi sau đó các bạn điền số điện thoại của mình vào nha các bạn. Này các bạn ghi cộng 84 đi các bạn. 3299 3299 31577 3299 31577 nè. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn ngày tháng năm sinh của mình nha các bạn. Rồi dòng tiếp theo thì các bạn chọn quốc gia nha các bạn. Rồi bạn chọn Việt Nam nè. Rồi các bạn bấm vào hoàn thành hồ sơ nè. Rồi ngày tháng. Rồi sau đó thì các bạn hoàn thành hồ sơ thì bấm vào thì các bạn sẽ hiện nhận được 10 USDT nè các bạn. Sau khi các bạn nhận được 10 USDT thì các bạn chỉ việc copy link ghép này nè các bạn. Các bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân. Các bạn chia sẻ tối đa 2 người các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 11 đô. Thì các bạn bấm vào một buy IDO nè. Rồi sau khi các bạn có 11 đô xong thì các bạn vào đây các bạn mua nha các bạn. Thì mình mua tối thiểu con token OSC này, mình mua tối thiểu là 11 USDT nữa mà. Sau khi thì các bạn việc cái link ghép mình chia sẻ cho bạn và những thằng chia sẻ thêm 2 người nữa các bạn. Thì các bạn nào không chia sẻ được thì các bạn dùng một cái điện thoại khác các bạn chat nha các bạn. Sau khi đưa 11 đô thì các bạn bấm vào một buy IDO này. Thì nó sẽ gửi về cho các bạn một cái email các bạn, commit mail nha các bạn. Vì mình chưa đủ các bạn. Mình mới có khi đăng ký mình nhận được 10 đô. Setting replay nè. Rồi vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.